Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình đi đuổi cá với lại Phúc với lại anh nông dân Tinh Linh. Chào bạn nha ông bà. Chào các bạn nha. Giờ Phúc với lại ảnh ấy bà dằng ấy cái lưới đó qua đó rồi xong rồi mình mới đập cá đuổi cá cho nó vô cái đó. Lưới đó là lưới cá lóc đó mọi người. Mới vừa dọn rác đồ, dọn cây đồ qua một bên, để mình dễ đuổi. Ê mọi người ơi, giờ lưới mình cầm như vậy rồi á, rồi khúc ở sau đó đó, lại mà ảnh kéo cái lưới đó ra đó. Kéo ra đó đó, rồi giờ mình ở đằng kia mình đập lại. Mình đập nước, mình đuổi nước cho cá nó vô đây. Cỏ rác nhiều quá mọi người. Nãy dọn bớt rồi đó. Giờ mình lại đằng kia mình đuổi đằng kia trước không? Phúc cây đó kìa Phúc. Giờ mình với Phúc với anh Linh cùng đuổi cá nha mọi người, cây kìa Phúc. Cỏ rác quá mọi người ơi. Cái muốn này nó dướng quá. Cay quá mọi người ơi. Thục thục ở dưới nó. Úi Phúc ơi. Từ để cho caravan lên cái. Ê mọi người ơi, thấy mình thấy cá sặc rồi đó mọi người. Gỉ đó lên Phúc. Nắm cái diện dưới Phúc. Nắm ở dưới, dở lên để cho cá nó nằm trong á. Rồi, giờ mình đi lên nha. Quay! Dính cá đầu kiến kìa, dính cá mặt quỷ rồi kìa. Mình thấy cá mặt quỷ rồi kìa. Quay, hai ba con luôn. Ê mọi người ơi. Dính cá mọi người ơi, giờ mình gỡ. Ý. Cá lóc. Wow, đây mọi người ơi. Wow, được con cá lóc. Còn nữa nha mọi người. Chê này được, chê nè. Đừng ngon cá chê với cá lóc tửng luôn mọi người ơi. Đây nha. Con cá chê nữa mọi người. Được cá mặt quỷ nữa nè mọi người ơi. Càng Hoàng Phúc. Lên bắt lên. Có cá sặc nữa nghe mọi người. Đây được có cá chê nha các bạn. Mọi người đi đừng kêu các bạn. Tại vì có nhiều người coi. Nó dính rác quá mọi người ơi. Ao. Đây đi mình bắt con cá mặt quỷ rồi. Cá này nó dính. Đó, mọi người ơi. Đây. Yeah. Quá trời bự đó mọi người. Bỏ chung ha. Đây nè, đâu. Hai con. Hai con quá trời bự luôn mọi người ơi. Cá này thịt nó ngọt lắm. Có cá sặc nữa. Dính rác quá mọi người ơi, cái mương đó quá trời cây, quá trời rau muống. Đừng có cá sặc nữa bạn. Đây nè mọi người ơi. Đây cá sặc. Cá sặc. Mình không thấy cá rô ha.
rau muống với lại rác rến quá, đi đập khó quá. Hết rồi hả? Trong này có không? Không. Ngộ quá ha, nó dính là nó dính cái viền với lại nó lủi vô giữa này không à. Giờ mình xuống kia mình đập ha. Đó, còn con kìa, sót kìa. Đó. Đây mọi người ơi. Đó. Ê, ủa không phải. Tưởng. Đâu? Giờ mình đi đuổi cái nữa nha mọi người. Đi bờ ngoài đó đó, đi vòng vô đi lại kia đi bờ không. À đi đây vòng qua đó phải không? Rồi mọi người cùng theo chân mình nha. Đi 1 phút nó thục ạ. Giờ mình văng ở đây đi. Đuổi cá ở đây chung này trời mát quá mọi người, quá đã, cái chỗ này đã luôn á. Giờ mình lấy ra đây qua đó ha. Rồi giờ mình lấy đây mọi người ơi, mình bung lưới đây, mình để đây đi để họ nó nhảy nữa. Mình bung qua đó hả Linh? Được không Phúc? Dán dán cái cây. Mình nhỏ cho nên mình lấy cây nhỏ thôi. Dạ. Được không nào đây? Anh lên mày. Dướng quá mọi người ơi. Nó cứ níu chân mình lại không. Khó đi quá mọi người. À, mệt quá mọi người. Wow. Tới khúc này mình đi không được rồi. Dướng quá. Để nắm lưới không, mình lên khúc này mọi người ơi. Mệt quá mọi người. Au. Mệt quá. Mệt quá mọi người. Chỗ này thấy nó trống mà nó khó đi hơn chỗ bên kia nãy, lục bình nó nhiều quá. Ui, cái chế bạn ơi. Một. Quá anh cá lau kiến nữa, quá trời bự. Ồ, cá rô nữa mọi người ơi, hai bà con cá rô mình thấy rồi đó nha. Quá. Lên đây nè Phúc ơi. Mệt quá mọi người ơi. Này Phúc.
Wow, con cá chê. Ủa, con cá lau kiến. Thiệt đã. Từ từ. Mệt quá mọi người ơi. Quá đã rồi, cá nhiều quá. Đây đây được cá. Được. À, được cá lau kiến nữa mọi người ơi. Wow, cá rô, cá rô, cá rô. Mắc cá rô. Bị gì nè? Bị gì? Đó. Em mắc đây, đây. Một mắt. À, cá rô. Mệt quá mọi người. Ôi. Cá lóc kìa bạn. Đừng con cá lóc. À, mọi người ơi. Ui, con cá lóc bị gì vậy? Bị ghẻ rồi. Quá trời bự mọi người. Nè. Ui, con kia con cái chơi nè trời. Cá rồ quá. Ơi 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 bạn. Ây da. Đây, được con cá rồ nữa mọi người ơi. Cá rồ quá nè. À, cá rồ nữa nè. Ơi. Từ từ. Đây. Ui. Mệt quá mọi người ơi. Trời ơi, thở không ra hơi luôn. Đây. Đây, quá đã dính mà. Dính cá rồ đây nè. Ê. Ừ. Chân lên miệng. Cá rồ mini. À, cá rồ mini mình thả nó đi. Ê Phúc nãy lấy cái cây lên luôn. Rồi hết rồi mọi người ơi. Quá là mệt quá. Hết rồi giờ dính rác dính cây không à. À đừng coi cá sặc nó kìa. Dính chút bổ. Bổ quên là thúi luôn á. Đó, đó nữa kìa. Nhìn kỹ kỹ lại coi. À, quê các bạn có từng đuổi cá từng giống mình chứ bạn. Đuổi cá vui lắm rồi mà nó mệt. Lòi rau muống với mấy cái lục ba lục bình quá trời. Lục bình luôn. Cây nữa. Trời ơi đi dán không mà mệt đó mọi người. Dính cỏ nó quẹt. Nó cứ níu chân lại không mà không có đi được. Đây mọi người ơi. Ồ, thành quả của mình nè mọi người ơi. Ồ, quá đã luôn mọi người ơi. Ồ. Dạ. Cho này 2 kg. Được 4 con cá lau kiến quá trời bự luôn mọi người. Ồ, nè. Đây nha mọi người. Cái con bị cục mắt đâu rồi. Ấy da trời trời. Con nó dậy. Có nè. Có con bị cục mắt. Thôi đi mọi người ơi. À, hôm nay mình với Phúc được nhiêu đây cá rồi giờ chiều rồi, hai dì cháu hai tay lưới mình đuổi hai tay lưới. Mệt quá mọi người ơi. À, hai dì cháu giờ chiều quá mệt quá mình thở không nổi luôn. Chiều rồi giờ hai dì cháu xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Nếu mọi người cảm thấy clip này hay xin mọi người cho mình một like một đăng ký. Và mọi người cứ comment bên dưới. À, mình sẽ trả lời comment mọi người những điều mọi người thắc mắc. Mình sẽ học hỏi thêm những cái điều đó. À, xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye.